Xin chào tất cả các khách hàng yêu quý của DK Around and Beauty ạ. Và hiện giờ thì tôi đang có mặt ở khu kỹ thuật laser của DK. Và rất là đặc biệt thì hôm nay chị khách của chúng tôi thì đang chuẩn bị được thực hiện combo laser dịch vụ mày, mí và hút môi. Đó, rất là đặc biệt. Và theo như tôi vừa tìm hiểu thì cái lông mày của chị khách của chúng tôi thì đã làm được rất là lâu rồi, khoảng 3 năm đúng không hả chị? Vâng, dạ 3 năm. Thì bây giờ em xin mời chuyên gia trực tiếp thực hiện quá trình laser cho chị khách chúng ta ngày hôm nay nhé. Mọi người hãy cùng quan sát cái quá trình laser tại DK ạ. Và chắc hẳn là nếu như mà các chị em tìm hiểu thì đều biết được là DK sở hữu một công nghệ đầu thế giới, đó là công nghệ siêu laser Picomax. Và như mọi người có thể thấy thì tia laser đi đến đâu thì chỉ tác động hút mực ở trên bề mặt da thôi. Ngoài ra thì không hề có cái hiện tượng bong tróc, chảy máu hoặc là cháy lông. Đó, và mọi người có thể quan sát và so sánh nhé. Bên này là bên chuyên gia của chúng tôi vừa hút này, và phía bên kia thì là chưa hút, rất là rõ rệt đúng không ạ? Và bây giờ em xin mời chuyên gia thực hiện nốt phần còn lại. Đó, và như chúng ta có thể thấy cái chị khách của chúng tôi thì không hề có cái cảm giác đau đớn gì cả. Và trong quá trình làm chỉ hơi châm chích một chút xíu thôi, vì đã trước khi thực hiện laser thì chuyên gia của chúng tôi đã ủ tê cho chị khách trong vòng 30 phút rồi. Đó. Vâng, chị ơi, trong quá trình laser mày thì chị thấy thế nào chị? Hơi châm chích một chút xíu thôi. À, vâng, ngoài ra thì mình không bị khó chịu hay là đau rát gì đúng không chị? Đúng rồi. Dạ, vâng. Thì chị Giang cũng biết là với cái cặp lông mày này thì mình phải hút bao nhiêu lần sạch chị? Với cái tình trạng mực của chị Hồng ấy thì chị đã làm lông mày khá là lâu rồi. Và trong cái vết mực trước đây chị Hồng làm thì nó có cặp mực và có tạp chất kim loại, nên là một thời gian lâu này nó đã bám vào da, bên dưới da nó có màu vàng đấy. Thì với cái vết mực như thế này thì chị Hồng chắc cũng phải tầm đôi ba lần, liệu trình bên mình sẽ khoảng tầm đôi ba lần. Sẽ là ngắn hơn gấp 4 lần so với những công nghệ khác rồi đúng không ạ? Vâng, và bây giờ thì chị Giang sẽ tiếp tục thực hiện laser mí cho chị Hồng. Vâng, và em bắt đầu nhé. Như các công nghệ laser ở những cơ sở khác thì chúng ta sẽ phải mất từ 30 cho đến 45 ngày thì mới có thể thực hiện được lần hút laser mới, vì là trong cái quá trình hút thì vùng da của chúng ta bị ảnh hưởng rất là nhiều. Nhưng với công nghệ laser Picomax tại DK thì chúng ta chỉ cần mất 7 ngày là đã có thể làm được liệu trình mới rồi. Và với đặc biệt với những cái vết mực mà bị trồ đỏ, trồ xanh thì công nghệ của chúng tôi có thể là xử lý được hiệu quả nhé. Và bây giờ thì trong quá trình chị Hồng chuẩn bị hút môi thì vì là trong cái quá trình đó thì chúng ta sẽ phải bước qua cái bước khử mực đó. Cho nên là bây giờ thì trong khi chờ chuyên gia của chúng tôi xử lý hút mực thì chúng ta hãy cùng xem một vài không khí trong chuyên gia của chúng tôi thì đang thực hiện các ca môi nhé mọi người nhé. Vâng ạ. Và hiện tại thì như các chị em cũng được biết, nếu như mà mọi người nắm rõ cái chương trình của mạng đang được áp dụng để đồng hành tất cả các khách hàng trong quá trình dịch Covid vừa rồi, đó là giảm 20% tất cả các dịch vụ tại DK. Và ngoài ra thì nếu như mà các chị em đi theo nhóm này hoặc là chúng ta sử dụng dịch vụ combo thì mình sẽ được giảm thêm từ 5 cho đến 10% nữa. Chưa hết, khi qua chúng tôi thì nếu như mà chị em thanh toán 100% thì mình sẽ được giảm thêm 10%, tức là tổng cái giá trị ưu đãi của chúng ta có thể lên đến 40% nhé mọi người nhé. Rất là lớn đúng không ạ? Và nếu như mà các chị em thường xuyên theo dõi thì đều biết được là chưa bao giờ DK có một cái chương trình lớn như vậy, đó là để đồng hành cùng tất cả các chị em trong cái mùa dịch này. Vâng, và hiện tại thì liệu trình laser của chúng tôi đang có giá niêm yết là 4 triệu đó, và đây là giá niêm yết chưa giảm nhé mọi người nhé. Và chuyên gia của chúng tôi sẽ xóa cho khách hàng cho đến khi nào sạch mực của tôi. Mình có một điều lưu ý rằng DK không tách rời số lần và tính tiền rời như các cơ sở khác, nên là các chị em hãy hoàn toàn yên tâm nhé. Nhất là những chị em mà có lông mày lỗi này, lông mày thỏng, lông mày trở đỏ, lông mày trở xanh, hoặc các chị em mà mình đã từng hút môi nhưng mà cái màu môi của chúng ta bị xỉn đó, thì ở tại DK với công nghệ siêu laser Picomax của chúng tôi thì sẽ đảm bảo xóa được sạch hiệu quả cái lớp mực cũ của chúng ta này. Và ngoài ra cái điều đặc biệt hơn nữa, cái hướng rất là quan trọng đó là đảm bảo được an toàn, không bong tróc, không chảy máu, không làm cháy lông đó. Và bây giờ
bây giờ thì xin mời mày quay. Hồng chúng ta thì đã xong thì có chúng tôi rồi. Có đây môi của chị. Vâng, chị Giang có thể chia sẻ giúp em cái quá trình hút môi cũng như là cái việc mà khi mà mình sau khi hút xong thì mình có cần phải giữ gìn hay không, hay mình có cần phải ăn kiêng hay không ạ chị? Mình không phải kiêng cái gì cả. Đây là cái nền môi của chị Hồng. Vâng ạ. Nền môi của chị Hồng trước khi hút này. Máy của chị Giang hơi sáng một chút. Tại vì em đứng đó, coi như mọi người có thể thấy. Chị Giang phân tích giúp em cái tình trạng môi cũ của chị Hồng không ạ? Cái môi của chị Hồng ấy, thì là lúc trước chị có phun cách đây cũng mấy năm rồi. Và cái phần viền ấy, cái mực thì nó hơi xỉn, cái phần viền thì nó đậm hơn cái lòng môi. À vâng ạ. Đó, và như chúng ta có thể thấy thì đặc biệt là ở hai bên phần khóe này. Mọi người nhìn thấy này, cái viền của chị rất là đậm và nó thâm. Cái mực thì nguyên nhân bị thâm là do cái gốc mực có vấn đề đúng không ạ chị? Đúng rồi. Vâng, như thông thường thì với cái gốc mực mà sau khi phun môi xong khoảng tầm một vài năm thì nếu như cái gốc mực đó bị pha tạp chất hoặc là pha kim loại thì cái gốc mực của chúng ta sau vài năm chơi nó sẽ bị xỉn. Xỉn màu. Cái thứ hai là thậm chí là bị thâm đi. Đúng rồi. Nhưng hiện tại thì với cái gốc mực ở tại EK thì mọi người lưu ý nhé, rất nhiều khách hàng đã từng phun môi tại DK nhưng đều quay lại sau khi đã hết thời gian bảo hành rồi nhưng vẫn rất yêu quý DK. Đó là bởi vì là cái gốc mực ở tại DK đang sử dụng ấy, chúng ta có thể chơi thoải mái sau khoảng thời gian 1 đến 2 năm thậm chí là hơn như vậy nữa thì cái gốc mực của chúng ta chỉ bị nhạt đi thôi chứ không hề có cái dấu hiệu là bị xỉn hay là bị thâm hay là bị đổi màu, nên mọi người yên tâm mọi người nhá. Và khách hàng của chúng tôi thì đã trải nghiệm xong combo 3 dịch vụ laser tại DK rồi. Và chắc chắn là sau khi làm xong thì chắc chắn là chị Hồng cũng có ý định là làm dịch vụ mới ở bên mình đúng không ạ? Thì chúng ta hãy cùng đón chờ cái sản phẩm mới của chị Hồng sau khi mà đã thực hiện xong tại DK nhé mọi người nhé. Và cảm ơn mọi người đã theo dõi hết cái quá trình laser của chúng tôi ngày hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong chương tiếp theo.